Hello mọi người nha. Bây giờ là mình đang ở Bến Bạch Đằng nha mọi người. Đây. Đây là đường phố đi bộ Nguyễn Huệ nè. Bây giờ mình đang ở Bến Bạch Đằng nha. Bến Bạch Đằng này đẹp đấy mọi người. Nó có công viên nước hoạt động này để chúng ta có thể ra hóng mát nha, hóng mát chụp hình rồi nè. Đó có du thuyền nha, Bến Bạch Đằng là có du thuyền nha. Đó, nơi vui chơi của các bạn trẻ nha. Đây ga tàu thủy Bạch Đằng. Đây là công trường Mê Linh nha. Đó, tượng Trần Hưng Đạo đó rồi, tượng Trần Hưng Đạo. Rồi nha, đây. Rồi kiếm vô vậy gửi xe mà đi qua uống cà phê cho nha. Ở ngoài Bến Bạch Đằng là cả một vấn đề luôn mọi người. Rồi rất là đông xe luôn. Ôi sao xe quá trời xe luôn rồi. Quá trời xe luôn nha. Đông lắm nha, đông lắm nha. Ở này nói chung là có cái đằng này không có bãi để gửi xe, người đông quá. Từ đường cao hả? Rồi tới nha mọi người, tới nha. Đó, Gatinat nha, Gatinat Coffee and Tea House. Đó, tới nơi rồi nha mọi người. Rồi, hello, hello mọi người nha. Đây, cho con em đang ở ngoài cà phê Gatinat Bạch Đằng nha. Cá tù. Thấy không? Cá tù à. Bên trong rất là đông nha. Cá tù á. Thầy cá bơi hả? Đâu? Sông Bạch Đằng nè mọi người, nói chung là hơi dơ, trời ơi quá trời cá luôn kìa. Ôi trời, trời, hồi rớt cái mắt kiến thôi bây giờ á, lui ra. Đây mọi người, đó, phía bên đó là cái khu công viên nha, chúng ta có thể ra đó chơi nha, cho mấy bé ra chơi. Nói chung bữa nay cũng là lần đầu tiên mình đứng ở trên khu của Bến Bạch Đằng nha mọi người. Ở trong rất là đông nha mọi người, đó mua cà phê xếp hàng luôn rồi. Ở rất là đông nha. Đây mọi người, đó đây anh Hai Bon nha, anh Hai Bon đang ẩm ghen nha. Vui nha mọi người, đây rất là vui nha mọi người. Không ai trên dây mà
Đây nha mọi người, rồi gõ lại nha. Ủa hai đứa hai con bánh phải không? Cho đi ăn gà nè mọi người. Ăn rồi đi. Về. Anh Hai ăn cơm nha. Anh Hai vẫn ăn cơm mọi người. Đây là mọi người hôm rất là đông nha. Giờ 11 giờ. Mà lượng người ngồi đợi nước cũng rất là nhiều nha. Rồi hello mọi người. Đó bây giờ em đi ra phía ngoài công viên này luôn rồi nha. Em ra phía ngoài công viên này để cho mấy bé chơi nha mọi người. Té nè, trời nó leo à. Anh này bò leo bây giờ không biết đâu bán diều thế nè. Mua diều. Thế nào mua diều mà không biết đâu bán diều. Trời. Ây da, cho em xuống em chơi luôn nè mọi người. Tao té. Đứng dắt em đi chọn. Mấy bé xuống đi qua công viên chơi luôn mọi người. Ba anh em dẫn nhau đi công viên. Té em. Đó mọi người thấy không mọi người, nói chung là ở đây là bến Bạch Đằng nè. Đó, cái khuôn viên của công viên của bến Bạch Đằng rất là rộng nha. Rất là rộng nha, chúng ta có thể tha hồ cho các bé vui đùa chạy nhảy ở đây nha. Nhưng mà phải coi chừng các bé nha mọi người, thì nó cũng gần đường lớn nha, đường Tổng Quốc Thắng á. Nó cũng gần đường lớn, thành ra cũng xe cộ chạy lưu lượng cũng rất là nhiều, cũng nguy hiểm nha. Nói chung là chúng ta phải kỹ, nói chung là những cái phút hả gọi là không tập trung lo đào chúng ta thì nói chung là có những hậu quả rất là không may mắn nha. Chúng ta phải cố kỹ để ý các bé chút xíu nha mọi người. Nói chung là mình chỉ chia sẻ nhắc nhở mọi người vui vẻ thôi nha. Đó, mấy bé mình chơi. Thấy à, té. Té nên nè. Đứng dậy ra. Gì nó ra đi chơi. Hồi nãy kia anh có người nước ngoài rồi ẩm mà em khóc quá trời luôn mọi người ơi, em khóc quá trời luôn hả? Thấy không? Nói gì vậy kìa? Xê hả? Trời ơi em ơi, đó hồi sớm ở đây là bắt đầu đằng lại, giờ tao nghỉ rồi nè. Đó cái đường này xuống rồi là xuống thuyền, xuống du thuyền mọi người. Bắt mặt đằng là có du thuyền nha. Nó khuya quá giờ tao nghỉ hết trơn rồi nè. Phía bên đường, phía mình bỏ là thành phố Thủ Đức á. Bữa nào mình rảnh thì mình qua đó mình quay tiếp. Mình chạy thành phố Thủ Đức ở phía bên đó. Nói chung là cũng xôm lắm mọi người. Đó, bây giờ mình qua đó mình sẽ quay tiếp cho mọi người nha. Mọi người xem video nếu yêu mến nhớ cho gia đình nhà 8 thì những là subscribe, like, chia sẻ nha. Đó là TV, cảm ơn tất cả mọi người ạ. Rồi bây giờ cũng tối rồi mọi người. Tối rồi. Thôi tối nha mọi người, bây giờ mình ra để về để cho mấy bé mai đi học nha. Trời cũng tối nha mọi người ơi, chứ bây giờ em đi bơm lấy xe nha. Rồi tối rồi mọi người, giờ em đi lấy xe nha. Rồi mọi người xem video nếu thấy yêu mới gia đình nhà 8, xin đi nhà 8 nhớ subscribe, like, chia sẻ. Tất cả mọi người.